29 tháng 8, ô tô chở nhân viên thuộc tổ chức doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh dù không có mã QR thì chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường sẽ được qua chốt kiểm soát dịch. Đây là một trong nội dung điều chỉnh kiểm soát giấy đi đường được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi họp báo thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vào chiều 28 tháng 8. Việc điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp khi ra đường làm các nhiệm vụ thiết yếu. Tuy nhiên, theo ông Hà, để được nới lỏng việc kiểm soát như trên, những người trên xe phải chung đơn vị và đã khai báo di chuyển nội địa qua mã QR. Đồng thời, người ngồi trên xe bảo đảm giãn cách, chở không quá 1/2 số chỗ. Ông Hà nói và cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hướng dẫn cụ thể trong ngày hôm nay để áp dụng bắt đầu từ ngày mai. Cũng theo Thượng tá Hà, với một số tài xế thuộc các xe vận chuyển ở luồng xanh, người đi du học, người về các tỉnh thành khác cần đến các địa điểm xét nghiệm COVID-19. Công an thành phố tạo điều kiện di chuyển mà không cần giấy đi đường. Nhóm người này cần thông tin cụ thể để chứng minh và lộ trình đi lại phù hợp. Riêng việc vận chuyển gas phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, Công an thành phố cho phép người chở các bình gas từ 12kg trở lên có giấy giao hàng, có nơi nhận, khai báo y tế qua phần mềm quản lý công dân của Bộ Công an sẽ được phép di chuyển. Trước đó, tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố triển khai kiểm tra khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân. Nhưng những ngày đầu thực hiện, phần lớn người đi đường chưa khai báo trước tại nhà mà đến chốt mới làm, dẫn đến tình trạng ùn ứ đông đúc. Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó, bắt đầu từ ngày 23 tháng 8. Chỉ một số nhóm công việc được phép ra đường và có giấy thông hành do Công an thành phố Hồ Chí Minh ký, đóng dấu.